đất phải nói là chất đất ở đây là quá đỉnh. Đất đấy là có đinh, là đất rồi. Ok, em chào các bác nhá. Đấy, lại nhớ rồi. Giới thiệu với các bác thì đây là ông chủ kiểu ở làng Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Hôm nay anh Tuấn anh làm cho anh ấy mấy cây nên là em làm cái video này quay cho các bác xem. Đây, trước mắt các bác thì tác phẩm Mai Chiếu Thủy anh cho lên bể anh. Không, chỗ này nó mượn cái view là mấy bức tranh kia anh ạ. Ơi. background đẹp. Đấy. Đây để các bác ấy nhìn, các bác bảo là nhà bác Kiểu có mấy bức tranh đằng sau đẹp. Này có hai thầy trò anh Tuấn anh làm. Để em tắt nhạc cho anh Mạnh quay nhé. Vâng, ôi. Sao lại phải kê này để làm gì anh? Để tăng cái vết đây. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy anh Tuấn anh chuẩn bị lên lên bể. Cây này có mặt chính. Hai mặt chính nhau. Kiều ơi. Cây này bốn mặt chính. Nói chung là bể này bốn mặt đều là mặt chính. Bể anh Kiểu mua ở đâu á? Ôi dồi ôi, to, à, cây này to rồi. Anh ơi, anh đứng cắt đáy một tí đi. Cắt đáy một tí đi để đáy với các bạn. Em phải kê ở dưới để em thử bệnh đã. Đặt lên thì mình ngắm được chứ. Rồi. Dưới đáy vẫn phải cắt một tí lại dễ. Em ơi, ở dưới gầm dễ vẫn phải cắt một tí. Nó lên cái bể cái nhìn nó hình thái nó khác ngay nhỉ. Trước là chậu tròn tròn kia đúng không anh? Đúng anh, xem có hợp không để anh xử lý sơn tiếp. Được rồi, anh để đấy để em ngắm cho. Tưởng cái gì, cái này bây giờ đơn giản mà. Cây ngoài trời thì hoàng hồng lên ngôi. Cầu bất hủ. Rồi ok đấy, các bác ngắm hộ anh Tuấn Anh luôn nhá. Em là như này đã đẹp chưa? Ui dồi ôi, bây giờ em mới để ý cái cây hoa giấy kia nhà ông Kiểu rực trời. Đố anh ngắm 2 phút, ngắm hoai mắt. Sợ nhờ. Đỏ rực. Úi dồi ôi. Đẹp thế, giờ đợt này ra nhiều hoa thế nhờ. Cây này tưởng đâu bị gió bão quật chết thế mà giờ đẹp thế. Cái mai này là anh Kiểu anh cũng vừa mới lấy đấy chứ, đúng không anh? Vừa lấy về xong rồi sang chậu, à sang bể này luôn hả anh? Hả? Năm ngoái á? Năm ngoái sao em không để ý nhỉ? Ông thực giờ sướng nhỉ? Đấy, chỉ ăn mới lau giày thế thôi. Làm gì đấy? Có tác phẩm con à? Cây mai chiếu thủy vậy. Mini đúng không? Ủa cây này là cây lá to đúng không anh Tuấn Anh? Mai lá to. Cái này kỳ quái đấy anh nhở? Hay là cái giống mai lá to này nó như này anh? Anh Thực, sao cây này nó không gọi là nó thân nó nạc úp úp như các loại khác, hay là kiểu cây này là giống cây này nó thế? Đó. Nạp. U nần u biếu đầy.
em ơi, vẫn cắt sâu so với bẻ được tầm, đã cắt thì cắt, nhưng mà cắt sâu so với bẻ được tầm gần một phân để nó có cái chiều lâm dễ ra cho nó phát triển. Đây. Hôm nay là mùng 10 tháng 2 âm lịch. Ngày mai là 11 tháng 2 khai mạc triển lãm của Văn Giang. Bác nào có rảnh rảnh qua đấy chơi nhá. Đấy, tí nữa còn sớm sớm em chạy xuống làm một vài video quay cho các bác xem. Em thấy chưa ai quay nào. Ờ. Thế bảo tí nữa chạy xuống quay. Thấy bác Thực Lão Đại kia bảo Văn Giang nhiều cây năm nay đỉnh cao lắm. Nên là phải quay để cho mọi người xem. Đẩy bên này chí cho rồi đi. Cái cây này ấy à, cây này anh Tuấn Anh vừa cắt cho anh Kiểu à. Cây này lại không mang đi Văn Giang chơi à? Để thay thân luôn. Thôi đây xem làm điện. Đúng không? Sao vậy? Đẹp nhỉ, bảo vệ nhỉ. Vào bể cái nhìn đẹp này à? Quên lúc nãy không ở. Tại sao cây nó hợp bể thế anh? Bể bao giờ? Bể bao giờ nó hơn á? Kể mấy ông em ngày xưa biết em chơi cây là mấy ông truyền lưu cho con cháu mấy gái đấy. Không biết, đọc thích. Nào ông chủ ra đằng này ngắm thế nào. Đẹp đấy. Quá đẹp luôn. Ôi, vừa tầm đẹp. Vừa tầm. Thấp như thế à anh? Sinh ra. Sinh ra để cho nhau rồi. Sinh ra để cho nhau. Cái mảnh thứ nó to này nó xứng với cái quả bóng này. Thấy chưa? Cái này cái bể này mà cái bể chân. Cái bể chân tôi một dây dây này đi. Phải có vành. Thấy chưa? Một đế. Giờ tôi anh ơi. đâu mặt bên kia mặt chính à? Vâng. Em quay lên mặt thì không em, mặt bên kia hơn mặt chính à? Đây. Không phải nhưng mà cái vẻ mặt này đẹp hơn đấy anh. Xem mặt này đẹp hơn. Bây giờ bỏ cái hạ cái tay cần kia xuống. Không sao cái sau cái mặt thành của đây là mặt này thì nhìn bể nó ấy nhở, bể nó không bị vâng anh để đấy, sắp xong rồi. Này xong anh để đâu? Các bác nhìn cái dàn. Anh Kiểu ơi, nhìn cái cây hoa giấy kia hoa hết mắt nhở? Dã man. Và giả. Nhìn khiếp lên được. Úi dồi ôi. Kiểu hôm đấy quét hết cả cái tím ngắt
nhìn rồi. Dã man. Không nhìn thấy một cái lá nào. Hoa tím hết cả ấy rồi. Cây rồi. Sợ thật. Nhìn sướng không? Hàn vãi vậy, không có hoa ấy. Toàn hoa không cần lá. Đấy, và không thấy lá đâu lại còn. Nhìn rực. Cây này già u cục lên tận đấy này anh nhỉ, lên tận ngọn này. Nhê yeah. Một cái cho chú Long rồi. Còn một cái, hai cái. Mọi người nhìn này. Cây quá già. Đổ cái đi cho thì lấy đâu ra còn. Xong lại đi sắm à? Đi sắm trước. Tiền lên nhà cung cấp. Bác thực bác ấy cứ tấm tắc từ nãy giờ. Thế chạy mang về đi. Văn Giang là chỉ là câu lạc bộ mời chứ anh nhỉ, làm được chứ đúng không? Chứ không phải là huyện nhỉ. Đây là trung tâm để cái tạm cái thế này. Tức là chú Thoan là đây hộ mình. Vâng. Chứ không phải là của cả huyện Văn Giang đúng không? Đúng rồi. Cái thế này để tạm như thế nào? Lần này không lần đâu nữa. Đó. Không nâng được cao lên cái đôn ý. Cái nâng này chỉ lên được 30 phân thôi. Nó hơi cao. Đấy xong rồi đấy các bác nhìn xem nào. Cái cục như nhà anh Dũng đấy á. Lên nhà anh Dũng xin. Anh Dũng thừa đầy ra đây. Đấy, các bác thấy lên bể một cái là nhìn khác hẳn nhé. Anh sắm được cái bộ áo dài cho cái cây này chuẩn đấy.
Mặt kia mới lại là mặt chính.